Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm món cá rô phi hấp thơm ngon ngọt thịt nhé. Rất là đơn giản thôi, các bạn chuẩn bị cho mình một con cá rô phi 1 kg này. Và mình đã nhờ họ làm vẩy hết sạch sẽ rồi, nhưng khi chúng ta nấu ăn ấy, thì các bạn vẫn phải chà cho mình bằng muối cho nó sạch nhé. Cứ sát muối này là nó sạch hết các bạn ạ. Cái phần đen của cá ở bên trong bụng nó các bạn cũng cho muối vào để làm sạch nhé. Cho muối vào nên cái đen trong bụng này nó sẽ ra hết ạ. Mình cứ làm sạch hết cái phần đen này đi, nó không bị tanh các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ rửa sạch lại bằng nước bình thường nhé. Phần mang các bạn bỏ sạch hết đi cho mình. Đây các bạn, để hấp thơm ngon các bạn cần chuẩn bị cho mình các nguyên liệu ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 2 cây sả nhé. Đây sả mình vừa mới cắt xong, rất là tươi ngon như thế này. Cái phần lá này mình để lại, mình đun nước gội đầu để mình uống. À quên, đun nước để mình gội đầu. Sả này, 1 ít hành này, 2 quả cà chua là thì là nhé, và hành lá, 1 quả ớt các bạn ạ. Các gia vị thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên mình sẽ đi rửa sạch các nguyên liệu này trước. Các bạn chuẩn bị cho mình vào đây ạ, 1 thìa bột canh này, hạt tiêu này, hạt lêm này, bạn nào ăn bột ngọt có thể cho bột ngọt nữa nhé, để mình ướp vào cá. Cá mình đã rửa sạch để ráo rồi, các bạn sẽ chia cái phần cá ra cho mình nhé, để cho nó ngấm gia vị vào trong miếng cá. Đây ạ, khi cá đã xong rồi thì các bạn sẽ ướp cho mình vào đây nhé. Nhiều lúc á, chúng ta ăn mãi là chiên hay là kho chán thì các bạn có thể hấp như thế này vừa tiện vừa ngọt. Thì cá mình ăn một bữa là hết luôn con cá này luôn đấy ạ. Đấy, các bạn ướp cho mình tầm 15 phút nhé. Để cho cái món cá này thơm ấy, thì cái phần gốc của cây thì là này nhé, các bạn sẽ để lại cho mình và không vứt đi, mà mình rửa sạch đi để mình cho vào mình hấp. Hành thì là các bạn thái ra cho mình. Thank you.
Đây là hành tây bé các bạn ạ. Các bạn có thể dùng hành tây bé này hoặc hành thơm hoặc cẳng hành đều được hết nhé. Vì mình trồng hành ta à, hành trồng ấy nên là nó cái phần gốc mình để lại ấy, cho nên là không có, mình mới cho cái củ hành tây bé này vào. Xả các bạn sẽ dập cho mình nhé. Cà chua các bạn thái cau cho mình nhé. Các bạn cho mình nồi hấp lên bếp và mình cho cái vỉ vào cái phần là xả cẳng nhé. Hấp này chỉ cần 15 đến 20 phút là cá đã chín rồi. Gốc của thì là nó thơm lắm ạ. Và cá các bạn sẽ cho vào cho mình. Các bạn cho mình hành nhé, và cả bụng con cá này. Cà chua, một phần rau mùi và hành lá, cả ớt các bạn ạ. Đây, cả ớt đây rồi nha. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ hấp lên nhé. Với cá hấp như thế này ăn thì thơm ngon thịt lắm ạ. Đây các bạn, khi hấp cá như này đấy, thịt này đã chín rồi đấy. Các bạn dưới cho mình một chút nước tương lên nhé. Thì hấp cá này có một chút nước tương này, làm cá thơm và mùi nước tương nhé. Ngon ạ, hãy cho nó ngấm vào bên trong. Và bây giờ mình sẽ cho lúc cái phần hành và thịt là bạn đậy vung lại cho mình 2 đến 3 phút cho hành thì là chín ạ. Đây các bạn, bây giờ cá chín rồi nhá, mình sẽ lấy cá ra đĩa là có thể thưởng thức ạ. Các bạn chuẩn bị cái đĩa cho mình để mình cho phần cá ra nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món cá hấp nhé, thơm ngon như thế này. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê nhé, mà mình mời các bạn cùng thưởng thức món ăn với mình. Cái món cá hấp này thì các bạn ăn thời tiết nóng hay là mát đều được ạ. Và dễ ăn, ngọt thịt mà
mình hấp thế này ngọt, bao giờ ăn một bữa là có thể hết luôn một con cá này, khi chúng ta mà chiên rán hoặc là kho thì không thể ăn được ngay hết ạ. Rất là thơm ngon ạ. Với các gia vị mình ướp như vậy là vừa vặn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.